xin Chúa, Chúa ơi xót thương các linh hồn từ nơi vực sâu u tối luôn khát mong tình thương. Chúng con cùng cầu xin Chúa, Chúa ơi cứu vớt các linh hồn từ nơi vực thẳm thương đau, đợi trông Chúa nhậm lời. Ôi lạy trên Thiên Chúa, lắng nghe ngàn lời khấn nguyện, xin khoan hồng tha thứ xóa hết tội lỗi. Ôi lạy trên Thiên Chúa, chiếu soi chiếu thiên sáng ngời, và ban cho các linh hồn được hưởng vinh phú. Chúng con cùng cầu xin Chúa, Chúa ơi xót thương các linh hồn ngày đêm lựa hình nung nâu, luôn đớn đau sâu thương. Cúi xin lòng từ bi Chúa, xuống ơn cứu thoát các linh hồn khổ đau liền hình quá mau, hưởng vui cõi thiên đường. Ôi lạy trên Thiên Chúa, lắng nghe ngàn lời khấn nguyện, xin khoan hồng tha thứ xóa hết tội lỗi. Thiên Chúa chiếu soi chiếu thiên sáng người, và ban cho các linh hồn được hưởng vinh phú. Suối trong lành tựa như tuần canh đứng gác, luôn ước mong hướng đông. Chúng con một niềm tin tha, Chúa ơi cứu giúp các linh hồn, tình thương biển trời bao la, nguồn ơn phúc tràn hòa. Trên Thiên Chúa, lắng nghe ngàn lời khấn nguyện, xin khoan hồng tha thứ xóa hết tội lỗi. Ôi lạy trên Thiên Chúa, chiếu soi chiếu thiên sáng người, và ban cho các linh hồn được hưởng vinh phú. Trên Thiên Chúa, lắng nghe ngàn lời khấn nguyện, xin khoan hồng tha thứ xóa hết tội lỗi. Ôi lạy trên Thiên Chúa, chiếu soi chiếu thiên sáng người, và ban cho các linh hồn được hưởng vinh phú. Thank you.
Mẹ ơi, mẹ có biết bao linh hồn đang than van trong nơi huyền hình, ngày từng ngày trong ngóng mẹ ơi. Nguyện mẹ cầu xin Chúa thương tha, xóa tội khiến cho các linh hồn. Kính thưa cộng đoàn, trong gia đình của mỗi chúng ta đều có những người ông, người bà, người cha, người mẹ đã từng sống với chúng ta, nhưng nay các ngài đã được yên nghỉ trong vòng tay nhân từ của Thiên Chúa. Họ ra đi và sẽ không bao giờ trở lại. Thân xác họ giờ đây có lẽ cũng đã hòa tan vào trong cát bụi, và mấy ai nén nổi sự xúc động khi nghĩ về họ. Những người đã từng sinh thành, nuôi dưỡng, từng ngày dạy dỗ chúng ta và đã cho chúng ta có được cuộc sống như ngày hôm nay. Khi các ngài còn sống, có đôi khi vì sự vô tâm, vì sự hững hờ và vì những bon chen của cuộc sống hàng ngày, chúng ta đã mảy may bỏ quên họ, quên đi sự quan tâm và chăm sóc, quên đi bổn phận làm con phải phụng dưỡng và yêu thương cha mẹ. Để rồi khi họ nằm xuống, chúng ta mới cảm thấy đau thương và tiếc nuối, mới cảm thấy sự trống vắng và thiếu sót trong thâm tâm của mình. Vì thế giờ phút này đây, chúng ta cùng dâng những lời cầu nguyện của chính mình như những đóa hoa hồng trắng tinh khôi dâng lên Thiên Chúa và cho các ngài. Nguyện xin tình yêu của Thiên Chúa thanh tẩy linh hồn các ngài và cho các ngài sớm được hưởng niềm vui phục sinh cùng với Đức Giêsu Kitô. Amen. Biết ơn và sự báo hiếu của chúng con kính dâng lên để tưởng nhớ. Nén hương này xin để báo ơn. Nén hương này xin để báo ơn. Nén hương này xin để báo ơn. Cầu cho những người còn sống, đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Cho người điều răn thì điều răn thứ 4, Thiên Chúa dạy chúng ta phải thảo kính cha mẹ. Những ai đang còn cha còn mẹ đang được sống trong tình yêu thương và chở che của cha mẹ. Những ai đang còn cha còn mẹ đang được sống trong tình yêu thương và chở che của cha mẹ, hãy luôn biết thương yêu, chăm sóc và hiếu thảo với các ngài. Hãy kính trọng và thông cảm với các ngài và phục vụ chăm sóc cho các ngài. Vì khi xưa chúng ta còn bé, cha mẹ cũng đã thông cảm và đã ân cần chăm sóc chúng ta từng miếng ăn giấc ngủ như vậy. Đừng bao giờ tỏ ra vô lễ bất hiếu với mẹ cha. Đừng bao giờ để tuổi già của mẹ cha phải buồn tủi vì những lời nói hay cử chỉ
coi thường xúc phạm đến các ngài. Và chúng ta cũng hãy dâng lên các ngài những đóa hoa hồng đỏ thắm như lời tri ân và lòng biết ơn đối với các ngài. Nguyện xin Thiên Chúa ban thêm sức mạnh để sống vui, sống khỏe, cảm nhận được tình yêu của Chúa và niềm hạnh phúc với con cháu trong suốt cuộc đời của mình. Amen.
Kính thưa cộng đoàn, cùng với lời dẫn đầu lễ và ca đoàn hát ca nhập lễ, đã lên ý nghĩa của ngày lễ hôm nay, chúng ta cùng tham dự cái lễ này, lễ mừng đến Chúa Giêsu Kitô là vua. Chúng ta dừng lễ để ca tụng Thiên Chúa, để chúc tụng lời khen tôn vinh Ngài. Ngài là vua trên hết các vua, Ngài là vua của cõi lòng từng người chúng ta. Đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện cho các linh hồn, cầu nguyện cho những người thân yêu của chúng ta đã qua đời, cầu nguyện cho từng người chúng ta biết sống như thế nào để xứng đáng là thần dân của vua Kitô. Đồng thời chúng ta cũng hiệp với những người xin lễ hôm nay, cầu nguyện cho linh hồn Giuse tạo nên ngày giỗ, cầu cho các linh hồn, cầu cho ông bà tổ tiên, cầu cho linh hồn Giuse, Anna, các thai nhi và các linh hồn mồ côi, cầu cho tổ tiên ông bà cha mẹ anh chị em hai bên và xin cho gia đình được hạnh phúc, cầu cho linh hồn Giuse Minh Công, linh hồn Anna Thông, linh hồn Giuse, linh hồn Anna Cả Thuột, linh hồn Giuse Cả, linh hồn Anna Cả, linh hồn Giuse Phương, linh hồn Giuse Minh Công, linh hồn Giuse, linh hồn Anna, hai linh hồn du xe, hai linh hồn Anna, bốn linh hồn du xe, hai linh hồn Anna. Gia đình trưởng nữ xin đến cầu nguyện cho các linh hồn, cầu cho linh hồn Maria Khen, hai linh hồn Anna, linh hồn ông Trương du xe Nhường, linh hồn Maria Thiền, linh hồn du xe, linh hồn Anna Trấn, linh hồn du xe Tri Ân, linh hồn du xe Ngọc, cầu cho ông bà tổ tiên, cầu cho linh hồn An Tôn Thành, linh hồn Anna Bằng, linh hồn Đam Minh Thuần, du xe Hát, Anna Đào, Đam Minh Pháp, xin tạ ơn cầu cho các linh hồn, cầu cho linh hồn Maria, linh hồn Anna, linh hồn Giuse, linh hồn Phêrô, cầu cho các linh hồn Đam Minh, linh hồn Maria, cầu cho hai linh hồn Giuse, linh hồn Anna Cả An, linh hồn Giuse Phương, linh hồn Giuse Tiến Đạt, linh hồn Giuse Bảo, cầu cho hai linh hồn Teresa và Anna, ba linh hồn Giuse, linh hồn Anna và tổ tiên nồng ngoài, cầu cho hai linh hồn Giuse, linh hồn Anna, linh hồn Teresa, Maria và các linh hồn, cầu cho ông bà cha mẹ và các linh hồn mồ côi, cầu nguyện cho các linh hồn và xin mọi sự được tốt đẹp. Để hy lễ của chúng ta dâng đẹp lòng Thiên Chúa, chúng ta cùng thành tâm xin Chúa thứ tha những lỗi phạm của chúng ta. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thông hơi, xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi, xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Chúa, chúng ngự bên hiệu Đức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúng con thân thương.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muôn quy tụ muôn loài dưới quyền lãnh đạo của Đức Kitô, là người con Chúa hằng ưu ái và là vua toàn thể vũ trụ, xin cho hết mọi loài thọ sinh đã được cứu khỏi vòng nô lệ tội lầm biết phụng thờ Chúa là đấng cao cả uy linh và không ngớt lời ngợi khen chương tùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa cho chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trí cùng Chúa, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài chức sắc tiên tri Ê-đê-ki-ên. Đây Chúa là Thiên Chúa phán: Này chính ta, săn sóc đàn chiên của ta, và ta sẽ kiểm soát chúng. Như một mục tử kiểm điểm đoàn chiên trong ngày chúng bị tản mát, thì ta cũng kiểm điểm đoàn chiên ta như vậy. Ta sẽ giải thoát chúng khỏi mọi nơi mà chúng đã bị phân tán, và trong ngày mây mù đêm tối, chính ta sẽ chăm sóc các chiên ta, chính ta sẽ cho chúng nằm nghỉ. Chúa là Thiên Chúa phán như thế. Ta sẽ tìm con chiên đã mất, sẽ đem con chiên lạc về, sẽ băng bó cho con chiên bị thương tích, sẽ lo chữa con chiên bị ốm đau, con nào mập béo, ta sẽ chăm sóc, và sẽ chăm sóc nó trong sự công chính. Còn các ngươi, hỡi chiên của ta, Chúa là Thiên Chúa phán thế này: Này ta sẽ phân xử giữa con này với con khác, giữa cừu đực với dê đực. Đó là lời Chúa. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng biết ơn chi.
thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, Đức Kitô đã từ có chết sống lại, là hoa quả đầu mùa của những kẻ yên giấc. Vậy sự chết bởi một người thì sự kẻ chết sống lại cũng bởi một người. Cũng như mọi người đều phải chết nơi Adam thế nào, thì mọi người cũng sẽ được tái sinh trong Đức Kitô như vậy. Nhưng ai nấy đều theo thứ tự của mình. Hoa quả đầu mùa là Đức Kitô, đoạn đến những kẻ thuộc về Đức Kitô, những kẻ đã tin người xuống thế, rồi đến tận cùng. Khi người đã trao vương quốc lại cho Thiên Chúa Cha và đã tiêu diệt mọi đầu mục, quyền năng và thế lực, nhưng người còn lại phải ca trị cho khi người đặt mọi quân thù dưới chân người. Kẻ thù cuối cùng sẽ bị tiêu diệt là sự chết. Khi mọi sự đã suy phục người, bấy giờ chính con người cũng sẽ suy phục đấng đã bắt mọi sự suy phục mình, để Thiên Chúa nên mọi sự trong mọi sự. Đó là lời Chúa. Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Khi con người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, người sẽ ngự trên ngai uy linh của người. Muôn dân sẽ được tập hồng lại trước mặt người, và người sẽ phân chia họ ra như mục tử cách chiên ra khỏi dê. Chiên thì người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái. Bấy giờ vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: Hãy đến hỡi những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đánh lấy phần gia nghiệp là nước trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa ta đói các ngươi đã cho ăn, ta khát các ngươi đã cho uống, ta là khách lạ các ngươi đã tiếp rước, ta mình trần các ngươi đã cho mặc, ta đau yếu các ngươi đã viếng thăm, ta bị tù đầy các ngươi đã đến với ta. Khi ấy người lành đáp lại rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc? Có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đầy mà chúng con đến viếng thăm Chúa đâu? Vua đáp lại: Quả thật ta bảo các ngươi, những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọt nhất của ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta. Rồi người cũng nói với những kẻ bên trái rằng: Hỡi phường bị trúc giữ, hãy lui khỏi mặt ta, mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa ta đói các ngươi không cho ăn, ta khát các ngươi không cho uống, ta là khách lạ các ngươi chẳng tiếp rước, ta mình trần các ngươi không cho mặc, ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm ta. Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói khát,
khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù mà chúng con chẳng giúp đỡ Chúa đâu. Khi ấy người đáp là: Ta bảo thần cho các ngươi biết, những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chúng cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, bài tin mừng chúng ta vừa nghe trình thuật về cuộc phán xét sau cùng của thẩm phán vua Kitô trước hai thành phần: một là thành phần tốt, hai là thành phần chưa tốt, thành phần xấu. Những người này chắc chắn đã từng sống trên dương thế này trong những hoàn cảnh và những điều kiện có thể gần như nhau. Họ cũng biết những đòi hỏi của Đức Kitô, cũng có những phương tiện để thực hiện giáo huấn Chúa dạy, có những cơ hội để thể hiện tinh thần sống của Chúa. Rồi tới ngày họ cũng kết thúc cuộc sống dương thế để bước vào đời sống mới. Nhưng tiếc thay, kết quả của cuộc sống mới lại hoàn toàn khác nhau. Đứng trước vị thẩm phán cùng một câu hỏi dành cho hai nhóm: xưa ta đói, ta khát, ta tù đầy, ta mình trần, vân vân. Các ngươi đã cho ăn, các ngươi đã cho uống, các ngươi đã cho mặc, các ngươi đã viếng thăm. Có hai câu chất vấn giống nhau: con có thấy Chúa bị đói, Chúa bị khát, Chúa bị tù đầy hay mình trần đâu để Chúa con thực hiện những điều ấy? Nhưng bản kết là vô cùng khác nhau. Vì ngươi không làm cho những anh em chịu như thế này của ta đây, tức là ngươi không làm cho chính ta. Không làm cho chính ta nghĩa là ngươi cũng được không dự vào phần ta xếp ban. Hậu quả cũng khác nhau. Nhóm thì được vào hưởng hạnh phúc nước trời muôn thuở, nhóm thì vào trầm luôn muôn đời. Một câu chuyện nhỏ kể lại rằng cô Maria được Chúa báo tin là sẽ đến thăm ngày hôm đó. Cô vui mừng chuẩn bị quét dọn sạch sẽ mọi nơi mọi thứ từ và nao nức ngồi chờ. Chuông reo ngoài cửa, cô vội vã chạy ra mở cửa, nhưng rồi thất vọng vì cô phải đối diện với người ăn mày xin giúp đỡ. Có cách gầm từ chối và viện nhiều lý do là không có thời giờ để làm được những điều ấy, vì phải lo tiếp một vị khách rất quan trọng sắp đến. Đến trưa, cô lại nghe có tiếng chuông reo. Cô chạy nhanh ra cửa, nhưng rồi cũng thất vọng và gấp gầm xua đuổi một người láng giềng già cả, cô đơn đang đốt lạnh trong cơn sốt, nhờ cô giúp đỡ đưa ra nhà thương. Cô khước từ và viện nhiều lý do, ta phải ở nhà để đón vị khách quý. Nhưng người khách quý ấy chưa đến. Trời đã xế chiều, cô Maria càng nao nức hơn nữa. Chuông lại reo ngoài cổng, cô mừng thầm. Chắc chắn lần này chính Đức Giêsu đã đến theo lời Ngài đã hứa. Nhưng cũng không phải, vì đó là một người khách lạ, ăn mặc rách rưới, đói khát, đang cần một chỗ nghỉ qua đêm. Cô tức giận, xô đuổi không cho vào nhà, vì sợ làm dơ căn phòng để tiếp rước Chúa. Một ngày qua đi mà cô Maria không thấy bóng dáng Chúa đâu cả. Cô buồn phiền trong lòng.
mệt mỏi đợi chờ nên cô đã thiếp ngủ đi. Trong giấc mơ, cô mơ thấy Chúa đến. Việc đầu tiên là cô trách tại sao Chúa không đến như đã hứa. Chúa Giêsu trả lời: Ta đã đến với con 3 lần trong ngày nhưng đều bị con từ chối, vì con đã không nhìn nhận ta trong lần đến gõ cửa nhà con. Giật mình tỉnh giấc, cô Maria đã hiểu, nhưng cũng đã quá muộn rồi. Những dịp may để gặp Chúa Kitô không còn nữa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, những người thân yêu của chúng ta, những người đang nằm nơi các đất thánh sẽ thuộc nhóm nào vào ngày phán xét? Chúng ta không biết được, nhưng chắc chắn họ phải trả lẽ trước mặt thẩm phán về những hành động mà họ thực hiện trên dương thế này. Lúc này, họ không còn cơ hội và điều kiện để thực hiện bất cứ việc gì nữa để trình diện với thẩm phán Giê-xu. Nhưng chúng ta, những người còn cơ hội và phương tiện để làm, chúng ta nghĩ thế nào nếu chúng ta không biết tận dụng để tạo lập công trạng cho mình và cho những người thân yêu của chúng ta? Trong phần nghi thức dâng hương, dâng hoa đầu thánh lễ, phần nào đó cho thấy thân phận giới hạn của con người và đã diễn tả tấm lòng thảo kính với các ngài, các bậc đã khuất và các đấng còn sống. Hoa hồng trắng tinh khôi trân trọng tri ân công trạng các ngài đã quảng đại thực hiện cho thế hệ mai sau, nén hương trầm mặc niệm tưởng nhớ và ghi tạc vào lòng những công ơn trời bể của các ngài. Hoa hồng đỏ kính dâng nhắc nhở từng người còn sống biết trân trọng và quý yêu các ngài bằng những hành động luôn đỏ thắm, tươi vui và đầy sức sống. Trên đời có 2 hạng người mà ta không thể trả ơn được. Thế nào là 2? Đó là cha và mẹ. Nếu một bên vai cõng mẹ, một bên vai cõng cha, làm như vậy suốt 100 năm cho đến khi cha mẹ 100 tuổi, như vậy chúng ta cũng chưa làm đủ để trả ơn cha mẹ. Nếu đấm bóp, hoa sức, tắm gội, và dù cha mẹ có đại tiền tiểu tiền, dù như vậy đi nữa, chúng ta cũng chưa làm đủ để trả ơn cha, trả công mẹ. Như thế, công lao trời về của cha mẹ, đời con không bao giờ đền đáp cho đủ. Huống chi thực tế là có những đứa con ngỗ nghịch, bất hiếu, đập cha đánh mẹ, đuổi cha mẹ ra khỏi căn nhà của cha của mẹ. Nhiều cử chỉ khác bất xứng với cha mẹ còn sống cũng như vô tâm với các đấng đã khuất. Kính thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay chúng ta cử hành những lễ tại nghĩa trang để cầu nguyện cho những người thân yêu và mọi người đã bước qua ngưỡng cửa trần thế, nhưng lại được giáo hội mời gọi chúng ta hướng về trời. Ngày phán xét sẽ là ngày sáng tỏ chúng ta thuộc về đoàn dân của vua Giê-xu hay không, vào bên hữu để hưởng hạnh phúc hay qua bên tà để chịu hình phạt. Chúng ta được mời gọi nhìn lên vua của chúng ta, một vị vua không ngồi trên ngai vàng nhưng trên thập giá, một vị vua không cai trị bằng quyền lực nhưng dựa trên tình yêu thương, dựa trên sự phục vụ, một vị vua không có lãnh thổ nhưng nằm sâu trong trái tim mọi người, một vị vua chỉ biết dấn thân phục vụ, chỉ biết hy sinh chính mạng sống của mình cho anh chị em. Mỗi người chúng ta, cho cuộc sống của chúng ta, là những người ông người bà, là cha là mẹ, là anh chị em, là hàng xóm láng giềng, chúng ta là thần dân của vua Giê-xu Kitô. Chắc chắn chúng ta đón nhận ân sủng của ngài, đón nhận sự sáp nhập ấy
khi chúng ta bước vào ngưỡng cửa giáo hội có ý đức thánh đời. Nhưng trong cuộc sống của chúng ta, cách đảm đó, chúng ta đã khước từ vai trò là thần dân của Vua Giêsu. Cách đảm đó chúng ta đã loại Đức Giêsu đó khỏi cuộc sống của mình, để chúng ta chỉ biết cho chính mình và không cần biết Đức Giêsu là ai, không cần biết đến anh chị em, những người xung quanh của chúng ta là ai, để chúng ta đón tiếp họ như đón tiếp Đức Giêsu, Vua của chúng ta và cõi lòng của mình vậy. Xin cho mỗi người chúng ta, khi chúng ta tham dự thánh lễ, để xem là thánh lễ sau cùng, cuối cùng của năm phục vụ, để bắt đầu bước vào năm phục vụ mới, mời gọi mỗi người chúng ta tin nhận Đức Giêsu Kitô là Vua của chúng ta, là Vua từ trong cõi lòng, từ trong tư tưởng, trong lời nói, trong hành động, để những cử chỉ của chúng ta sẽ xứng đáng được Vua Giêsu chấp nhận. Và ngày sau cùng, Vua Giêsu sẽ chọn chúng ta, sẽ đặt để chúng ta vào hàng ngũ bên hữu và vào hưởng hạnh phúc nước trời. Nguyện xin Chúa tha thứ cho những bất xứng của chúng ta đối với Chúa và đối với tha nhân, đặc biệt đối với ông bà cha mẹ của chúng ta. Và chúng ta quyết tâm thực hiện những điều Chúa dạy, đền ơn đáp nghĩa người quá cố, và chúng ta biết thể hiện tình yêu thương nhau. Đó là cách mà chúng ta lập công tại cuộc sống dương thế này, là hành trang để bước vào cuộc sống mai sau. Anh chị em thân mến, từ mầu nhiệm vượt qua, Đức Kitô đã quy tụ những kẻ tin người trong vương quốc tình yêu và dẫn dắt họ đến sự sống đời đời. Chúng ta hết lòng tôn thờ và dâng lên Vua Giêsu lời nguyện xin. Chúa nói, chính ta sẽ chăm sóc các chiên ta. Xin cho các mục tử trong hội thánh biết noi gương Vua Giêsu, hết lòng yêu thương phục vụ và nhiệt thành dẫn dắt dân Chúa đến đồng cỏ nước trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa phán, ta sẽ chăm sóc nó trong sự công chính. Xin cho các chủng sinh sẵn sàng từ bỏ mình, vâng theo sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, để tu luyện trở nên những linh mục khôn ngoan và thánh thiện cho hội thánh ngày mai. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa chăm nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Xin cho tổ chức Carita Việt Nam được sự giúp đỡ khỏe đại của nhiều người, để có điều kiện phục vụ những anh chị em bận tật và nghèo khổ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Phúc cho những ai đói khát điều công chính. Xin cho cộng đoàn phục vụ chúng ta luôn hướng về cùng đích nước trời, nỗ lực vươn tới đỉnh trọn lành bằng đời sống vâng phục thánh ý Chúa và tận tình yêu mến anh em. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã quy tụ chúng con trong vương quốc thánh thiện và yêu thương của Chúa. Xin cho chúng con hết lòng tôn dự lệnh Chúa truyền, để xứng đáng trong hưởng hạnh phúc muôn đời Chúa hứa ban cho hằng sông và hiên tri muôn đời. Thank you.
chúng ta. Lạy Cha Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hàng ngự, cho ta tạ ơn cho mọi nơi mọi lúc và là chính đa tài năng và siêng cứu độ cho chúng con. Cha là sự giàu hơn là tăng phong con một Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con là linh hồn đời đời và là vua vũ trụ. Để khi nhân thân trên bàn thờ thập giá làm nên phẩm hòa giải và tinh tuyền, người hoàn tất mọi nghiệp cứu chuộc chúng con. Khi đã ăn mỏi đòi quy phục quyền minh mình, người cho lại cho Cha là Đức Huy Linh cao cả, một vương vô quyền cứu và vô biên, vương quốc đầy tràn sự thần và sự sống, đầy tràn ân sủng và thanh thiện, đầy tràn tình thương công lý và bình an. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và ca thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và tung hô rằng: trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần bên muôn đời.
xin hoàn toàn mọi sự dư. Xin đôi tư duyên ngày chúc anh em sống được bình an. Nhờ Chúa đồng lòng thương cứu dung, Chúa sẽ luôn tâm gọi tôi lỗi về ác toàn con mọi biên đoạn. Đạo vì trong năm năm tới nhiều hy vọng hồng phúc. Và ngày trở lại Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Xin đừng cho tôi chúng con đi xin nhìn đến đức tin của Thánh Chúa. Xin đoàn chúng ta cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Nhi Chúa, cho ở sâu và yên trí muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em chúc bình an cho nhau.
Hỡi tin con xin mở tha với người. Lành cho anh chị em. Amen.
Trước khi kết thúc thánh lễ, và đại diện giới trẻ chúng con xin chân thành cảm ơn tất cả công đoàn, cảm ơn về âm thanh văn dũng vòng đạo quốc quốc các cô cắm hoa, các ông bác chém bác cần, chú Hiền, chú Hoàng Quảng Trang, Vân Lễ Sinh, các đoàn thiên trí, chú Hoàng Camara Anh Lân và tất cả những ai có các cách ngành kích khác để cho buổi lễ hôm nay được tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn từng người hiện diện đến đây, và chúng ta cũng tiếp tục cầu nguyện cho giới trẻ và giáo xứ cho việc sinh hoạt được tốt đẹp hơn. Và cũng xin thông báo vào buổi tối ngày mai các bạn trẻ thuộc lớp giáo lý vào đời các kết thúc giáo lý học văn trong 2 năm vừa qua sẽ học giáo lý vào lúc 8 giờ sau giờ kiều của nghi thức mẹ Maria Fatima của giáo xứ, rồi các bạn sẽ học. Xin thông báo như thế để trước bài chị em chúng ta về các trường trong các nhà của mình. Một lần nữa chúng con xin chân thành cảm ơn. Lời xong chúc anh chị em đi bình an.